Ladies and gentlemen, the President of the United States. Sau đây. Thưa các quý vị, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau đây là Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Thank you. Thank you so much. Thank you. Xin cảm ơn các bạn. To the government and the people of Vietnam, thank you for this very warm welcome Nam, chúng tôi xin and được the hospitality ơn. That you've shown me on this visit. Các quý vị đã dành chúng tôi thank sự chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm này. Xin cảm ơn các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. We have Vietnamese from across this great country, including so many young people. Người dân Việt Nam, the dynamism, and the talent, and the hope of Vietnam. On this visit, my heart has been touched by the kindness of which trong chuyến thăm này, cái sự thân thiện đã chạm tới trái tim của chúng tôi. Nhiều người đã vẫy tay chào tôi ở bên đường và làm tôi cảm thấy được cái tình cảm gia dân tộc. Hôm qua tôi đến thăm phố cổ Hà Nội và được ăn những món ăn rất là ngon như là món bún chả của Việt Nam. Tôi uống một số chai bia Hà Nội. But I have to say, the busy streets of this city. Nhưng mà tôi phải nói rằng những đường phố đông đúc của Hà Nội, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy như vậy. I haven't had to try to cross the street so far. Tôi chưa thử đi ngang qua đường. You can tell me. Nhưng mà sau này nếu có dịp quay trở lại Việt Nam, thì các bạn sẽ chỉ cho tôi cách qua đường như thế nào. Tôi không phải là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam trong năm gần đây, nhưng tôi cũng là người đầu tiên như trong số các bạn đã trưởng thành sau cuộc chiến của Việt Nam. Khi lực lượng quân sự của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam, lúc đó tôi là 13 tuổi. Do vậy, lần đầu tiên khi tôi được tiếp xúc với người Việt Nam, khi mà tôi lớn lên ở Hawaii, khi tôi đã gặp một số người Mỹ gốc Việt ở đó, thì lúc đó nhiều người thanh niên Việt Nam cũng như là những hai đứa con gái của tôi, mọi người khi sinh ra chỉ biết được là hòa bình và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và do vậy, hôm nay khi tôi đến đây, tôi ý thức vào quá khứ, nhưng chúng ta cần hướng về tương lai, sự thịnh vượng, an ninh và sự ổn định mà chúng ta có thể thúc đẩy với nhau. Tôi cũng trân trọng với quá khứ lịch sử rất là huy hoàng Việt Nam. Hàng ngàn năm, Việt Nam đã trồng cấy ở những mảnh đất này. Chúng ta đã có lịch sử trong đồng Đông Xuân. Hà Nội cũng đã đứng vững trên dòng sông Hồng hơn 1.000 năm. Thế giới đều biết đến về những lụa và bức tranh của Việt Nam. Và văn miếu là cái bằng chứng về cái kiến thức của người Việt Nam. Sau nhiều thế kỷ, cái vận mệnh của người Việt Nam đã bị nhiều nước can thiệp. Nhưng mà như một cây tre, đến khi cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam, của người dân Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại, sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giành đã định tại. Trời. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ tới cái lịch sử giữa người Việt và người Mỹ mà chúng ta có thể bỏ quên. Hơn 200 năm trước, khi một trong những người là Thomas Jefferson của Mỹ đã tìm kiếm giống gạo và ông đã đến Việt Nam và đã tìm đến Việt Nam và nói là có những món giống gạo trắng ngon và năng suất rất là cao. Và sau đó thì các thương thuyền đã đến Việt Nam để buôn bán. Sau Thế chiến thứ hai, người Mỹ đã tới để hỗ trợ cuộc kháng chiến. Của Việt Mỹ đã đến hỗ trợ cho công sát cánh Việt Nam. Và khi những phi công Mỹ đến đây thì người Việt Nam cũng đã giúp đỡ họ. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc tới
tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã trích cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa đã tạo cho những quyền không thể phủ nhận được, đó là quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc. Và một cái điều khác, khi mà khi câu chuyện của chúng ta đã đánh đuổi cái thực dân thì đã đưa chúng ta lại với nhau, nhưng mà cái chiến tranh lạnh và cái sự nỗi lo sợ với chủ nghĩa cộng sản đã đưa chúng ta tới một cuộc chiến. Chúng ta cũng đã nhận thức được cái sự thật đau đớn rằng chiến tranh dù cho thế nào đi nữa thì cũng mang lại sự đau đớn và bi kịch cho người dân của chúng ta. Ai cũng biết là như vậy. Ở nghĩa trang liệt sĩ của các vị, rồi các bàn thờ của nhiều gia đình có hơn 3 triệu người Việt Nam, cả người bộ đội và thường dân đã bị mất mạng. Tại đài thử nghiệm chúng tôi ở Washington, người ta có thể chạm vào tên của hơn 58.307 người Mỹ đã không bao giờ trở về nhà. Cả hai nước chúng ta, những người cựu chiến binh và gia đình của các liệt sĩ vẫn còn đau đớn vì bạn bè và những người thân thương của họ đã mất đi. Chúng ta đã thấy được ở Mỹ, khi mà chúng ta bất đồng về một điều gì đó, thì chúng ta vẫn cần phải tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống, người Việt và người Mỹ. Chúng ta cần phải thừa nhận, phải ghi nhận những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Trong hai thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều cái thành công to lớn, và ngày hôm nay thế giới đã chứng kiến, đã nhìn thấy được những cái thành công này. Cải cách về kinh tế và các hiệp định về thương mại, kể cả hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, Việt Nam đã hội nhập với nền kinh tế toàn cầu một cách mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đến với Việt Nam, và Việt Nam đã trở thành một trong nước có thu nhập trung bình và đã trở thành nền kinh tế phát triển mạnh. Chúng ta đã thấy nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và những khu đô thị mới và các khu thương mại. Việt Nam cũng đã phóng vệ tinh vào vũ trụ, và một thế hệ những con người mới đã khởi nghiệp các công ty với các doanh nghiệp. Hàng chục triệu người Việt Nam đã kết nối với nhau qua Facebook và Instagram, và không chỉ là những bức ảnh selfie và còn nhiều ảnh khác nữa. Hôm qua rất nhiều người đã đề nghị là được chụp ảnh selfie với tôi, và người dân Việt Nam cũng đã có những tiếng nói, họ để mang lại những sự tiến bộ, sự thay đổi cho người Việt Nam để xóa đói giảm nghèo. Và tầng lớp trung lưu của Việt Nam cũng đã phát triển mạnh. Tỷ lệ nghèo đói được giảm đi, tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em đã giảm đi nhanh chóng. Tỷ lệ tiếp cận với nước sạch, tỷ lệ tiếp cận với điện đã được tăng lên. Tỷ lệ trẻ em trai, trẻ em gái đến trường và tỷ lệ biết chữ rất là cao. Đây là một cái thành công rất là lớn của Việt Nam đã đạt được trong một thời gian ngắn. Việt Nam đã thay đổi, và cái quan hệ giữa hai nước chúng ta đã thay đổi, và chúng ta cũng đã học được những bài học mà ngài Thích Nhật đã nói, là trong đối thoại thì chúng ta cần có những sự thay đổi, và cuộc chiến tranh đã ngăn chúng ta thành hai bên. Thì bây giờ chúng ta đã tìm cách hàn gắn với nhau, và tìm kiếm người mất tích và đưa họ về nhà, và chúng ta đã gỡ bỏ những bãi mìn còn chưa nổ. Trẻ con không thể nào bị mất chân vì những bãi mìn này. Trẻ em khuyết tật và chất độc màu da cam, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để có thể đất đai Việt Nam được sử dụng được nhiều hơn. Chúng tôi tự hào về những công việc chúng ta đã phối hợp nhau ở Đà Nẵng, ở sân bay Đà Nẵng, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ở sân bay Biên Hòa. Quá trình hòa giải của nước chúng ta
không chỉ là liên quan tới những cựu chiến binh đã đối mặt với nhau trước đây. Thượng nghị sĩ John McCain là tù binh chiến tranh đã từng ở Việt Nam, đã đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đã nói rằng hai nước chúng ta không nên là kẻ thù và cần làm bạn. Tôi nghĩ rằng tất cả cựu chiến binh người Mỹ và người Việt cần phải đã nỗ lực hàn gắn những vết thương và cũng đã mang lại những cái lợi ích rất lớn cho hai nước. Và như là Trung úy Hải quân bây giờ là Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, và một nữa xin cảm ơn Ngài Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry. Chính bởi những người cựu chiến binh của chúng ta đã cho chúng ta thấy con đường đi, và người dân của chúng ta đã cảm thấy rất phấn khích để tiếp tục mưu cầu hòa bình. Con người, nhân dân của hai nước chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn, các hoạt động thương mại của chúng ta ngày càng tăng lên, rồi các sinh viên, các học giả chúng ta cùng nghiên cứu với nhau. Chúng tôi đã đón nhiều sinh viên Việt Nam hơn bất kỳ các nước nào khác ở châu Á, và rất nhiều khách du lịch đã đến thăm Việt Nam, rất nhiều người đã đến thăm 36 phố phường cổ của Hà Nội, các cửa hàng ở Hội An, ở cố đô Huế. Và như người Việt và người Mỹ đều có thể nói và thuộc lời bài hát của Văn Cao: từ nay ta biết quê người, từ nay người biết thương người, từ nay người biết quê người và từ nay người biết thương người. Với vai trò là Tổng thống, tôi muốn tiếp tục những sự tiến bộ này của quan hệ hai nước, và với quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta ngày càng gần gũi hơn, chúng ta đang ngày càng hợp tác, và mục tiêu của tôi trong chuyến thăm này là chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới đây. Tôi nghĩ rằng câu chuyện lịch sử lâu dài của quan hệ chúng ta bắt đầu từ Thomas Jefferson. Bây giờ chúng ta đã mất rất nhiều năm, nhiều nỗ lực từ cả hai phía để hàn gắn quan hệ. Chúng tôi muốn nói một điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trước đây, tức là ngày hôm nay hai nước chúng ta đã trở thành bạn bè, trở thành đối tác với nhau. Tôi tin tưởng rằng từ những kinh nghiệm, từ những bài học của chúng ta trong chiến tranh sẽ là bài học cho cả thế giới. Có những cuộc xung đột tưởng như không thể kết thúc, không thể giải quyết được, thì quan hệ của chúng ta đã cho thấy chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ thể hiện quyết tâm của chúng ta để xây dựng hòa bình, và hòa bình lúc nào cũng tốt đẹp hơn chiến tranh. Những sự tiến bộ của con người, những giá trị, chân giá trị của con người cần được thúc đẩy, chứ không phải là chiến tranh hay là xung đột. Đây là một điều mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đã chỉ ra cho thế giới thấy. Chúng ta cũng thấy một điều có tính nguyên tắc là Việt Nam là một quốc gia, là một nước có chủ quyền độc lập. Không có một quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam, và chính sự độc lập chủ quyền của Việt Nam là do người dân Việt Nam quyết định. Và Hoa Kỳ rất quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi quan tâm đến sự thành công của đất nước Việt Nam. Tôi muốn nói như vậy bởi vì chúng tôi muốn ưu tiên cho mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Và tôi không còn nhiều thời gian nữa trong nhiệm kỳ của mình, và tôi mong muốn là trong nhiệm kỳ của tôi sẽ đóng góp nhiều hơn cho quan hệ. Chúng ta cần phải hợp tác với nhau nhiều hơn để tạo ra và đem lại sự thịnh vượng và những cơ hội thực sự cho người dân của chúng ta. Tôi hiểu những cái giá trị mới của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Trong thế kỷ này, nền kinh tế sẽ phát triển, và phát triển ở các nước có pháp quyền và có một hành lang pháp lý đúng đắn. Để tôi nghĩ rằng là cái quyền đi học của con người rất là quan trọng, và nền giáo dục, phát triển nền giáo dục rất quan trọng. Và nền kinh tế trí thức sẽ đổ vào các quốc gia mà đầu tư và ưu tiên cho giáo dục. Do vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đầu tư vào nguồn lực con người. Đó là những kỹ năng, đào tạo và nuôi dưỡng những con người có tài năng, bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, cho dù người đó sống ở làng quê hay là đô thị. Thì đây là những cái lĩnh vực thế mạnh của Hoa Kỳ có thể hợp tác với Việt Nam. Như tôi đã thông báo với các bạn ngày hôm qua, đội hòa bình sẽ đến Việt Nam để dạy tiếng Anh cho người Việt Nam. Như vậy là cái thế hệ trước của người Mỹ đến đây để chiến đấu, nhưng thế hệ sau của người Mỹ đã đến đây để đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị với người Việt Nam.
Some of America's leading technology companies and academic institutions. Rất nhiều và một số các công ty hàng đầu về công nghệ của Hoa Kỳ, các đại học có danh tiếng của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo về các lĩnh vực khoa học công nghệ, toán học, y tế, v.v. Bởi vì khi chúng tôi muốn chào đón nhiều công dân của Việt Nam sang Mỹ và thanh niên Việt Nam sang Mỹ, thì chúng tôi cũng mong muốn ngay tại Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được hưởng những giá trị giáo dục tốt hơn. Do vậy, tôi rất vui mừng thông báo với các bạn là trong mùa thu năm nay, thì trường đại học Fulbright của Mỹ sẽ được mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trường đại học phi lợi nhuận, và đây là một trường đại học với chất lượng cao sẽ cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam và đóng góp cho hợp tác giáo dục giữa hai nước. Các sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu của hai nước sẽ tập trung vào lĩnh vực chính sách công, quản trị doanh nghiệp, hợp tác trong các lĩnh vực về máy tính, các lĩnh vực, ví dụ như từ thơ của Nguyễn Du, triết học của Phan Chu Trinh đến lĩnh vực toán của giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ được thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Chúng tôi mong muốn sẽ kết nối những doanh nghiệp trẻ của cả Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta có thể tiếp cận với kỹ năng công nghệ và nguồn vốn mà Việt Nam cần thì sẽ không có gì trở ngại đối với người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn khuyến khích cả những người phụ nữ Việt Nam, những người rất có tài năng để đảm bảo bình đẳng giới ở Việt Nam. Từ thời đại Hai Bà Trưng đến thời đại ngày nay, chúng ta đã thấy những người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, luôn tự cường và giúp cho đất nước Việt Nam tiến lên phía trước. Chúng ta cũng thấy giá trị đó là giá trị chung. Khi chúng ta có một gia đình tốt, chúng ta có sự đóng góp của người phụ nữ và người phụ nữ được đi học và có một vị trí xứng đáng ở trường học, trong chính phủ và trong giới lãnh đạo, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và điều này luôn đúng kể cả ở Mỹ và Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để khai phá hết những tiềm năng giữa quan hệ hai nước, đặc biệt là thông qua TPP. Đây là hiệp định xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam bán được nhiều sản phẩm, xuất khẩu được nhiều hơn và thu hút đầu tư nhiều hơn. TPP tất nhiên sẽ yêu cầu phải có những nhiều cải thiện để bảo hộ người lao động rồi là sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam để thực thi được những cam kết của mình. Tôi biết được rằng, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi ủng hộ rất là mạnh mẽ TPP, bởi vì bản thân tôi cũng... Điều này cũng sẽ giúp cho Việt Nam nhập khẩu được nhiều các sản phẩm, hàng hóa của Mỹ, và điều này cũng sẽ giúp cho Việt Nam không phải hoàn toàn phụ thuộc vào thương mại với một quốc gia nào duy nhất mà có thể mở rộng với thị trường của mình, trong đó có Hoa Kỳ. Và TPP cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác vùng, giúp các bạn giải quyết được những vấn đề về bất bình đẳng kinh tế, thúc đẩy nhân quyền, giúp cho người lao động có được điều kiện lao động an toàn hơn, có lương cao hơn. Và ở đây, Việt Nam các bạn sẽ có thể tổ chức, người lao động sẽ tổ chức được nghiệp đoàn và ngăn cấm được, những bảo vệ được trẻ em không bị lao động cưỡng bức, và thúc đẩy bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc chống tham nhũng hơn bất kỳ cái hiệp định nào khác trong lịch sử. Đây là một cái tương lai, một cái hy vọng mà TPP sẽ mang lại cho tất cả chúng ta, cho Việt Nam và tất cả những nước thành viên của TPP. Tất cả đều phải tuân thủ những cái cam kết, những quy định mà TPP đã đặt ra. Đây chính là tương lai cho tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta phải cùng nỗ lực để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh chung. Và điều này, chúng ta có thể hợp tác với nhau trong việc đảm bảo an ninh chung. Trong chuyến thăm lần này của tôi, hai bên cũng đã nhất trí xây dựng niềm tin, xây dựng lòng tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo và thiết bị cho Cảnh sát biển Việt Nam, nâng cao năng lực về bảo vệ hàng hải, cũng như là cứu trợ nhân đạo trong thảm họa thiên tai. Ngày hôm qua, tôi đã tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và nhờ đó Việt Nam sẽ có thể có được những vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh cho Việt Nam. Và chúng tôi mong muốn là điều này sẽ thể hiện được rõ là Hoa Kỳ mong muốn bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam. Và nói rộng hơn, thế kỷ 20 đã dạy cho tất cả chúng ta, Hoa Kỳ và Việt Nam, một trật tự quốc tế mà an ninh chung của chúng ta phụ thuộc lẫn nhau.
chúng ta cần phải xây dựng được những thông lệ chung. Tất cả quốc gia đều là quốc gia có chủ quyền, và dù lớn hay nhỏ, thì chủ quyền cần phải được tôn trọng, và toàn vẹn lãnh thổ phải được đảm bảo. Các nước lớn không được phép bắt nạt các nước nhỏ hơn. Và các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Và các cơ chế vùng như là ASEAN, Thượng đỉnh Đông Á, cần phải tiếp tục được củng cố và làm mạnh mẽ hơn. Đây là niềm tin của tôi, đây là niềm tin của Hoa Kỳ. Và chúng tôi hướng tới một mối quan hệ đối tác như vậy. Và đây là chúng tôi, tinh thần chúng tôi thúc đẩy. Và đây cũng là điều mà tôi đã tuyên bố khi tôi đến thăm Lào vào đầu năm nay. Tại Biển Đông, thì dù chúng tôi không phải là một cái bên tranh chấp, tuy nhiên chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đối tác của chúng tôi thúc đẩy cái tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại, tự do thương mại, và mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Và khi chúng ta cùng sát cánh với nhau, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử tàu và cử máy bay đến những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép. Và khi chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau trong những lĩnh vực mà tôi vừa nêu, thì quan hệ đối tác của chúng ta sẽ bao gồm một cái vấn đề nữa, đó là giải quyết những cái khác biệt giữa hai chính phủ, trong đó có lĩnh vực về nhân quyền. Tôi nói điều này, tôi muốn nói rằng không nước quốc gia nào hoàn hảo. Sau hai thế kỷ chúng tôi lập nước, thì chúng tôi vẫn đang phải cố gắng để đạt được những cái tư lý tưởng mà chúng tôi đã đề ra khi chúng tôi lập quốc. Ví dụ như là bất bình đẳng về kinh tế ngày càng gia tăng, rồi là định kiến về mặt chủng tộc trong nền tư pháp và hình sự. Và tất nhiên chúng tôi cũng nhận những sự phê bình. Ngày nào tôi cũng nghe nhận được những lời phê bình, tôi và chính phủ của tôi. Tuy nhiên, chính những lời chỉ trích và phê bình đó, việc tranh luận cởi mở, công khai, và chúng ta nhìn nhận được sự chưa hoàn hảo của chúng ta và cái việc cho mọi người có được cái quyền đưa ra những lời phê phán thì chính là điều đã giúp nước Mỹ thịnh vượng hơn. Hoa Kỳ không muốn áp đặt lên bất kỳ nước nào trong đó có Việt Nam. Khi chúng tôi nói rằng là những giá trị Hoa Kỳ, mà chúng tôi nói đây là những cái giá trị phổ quát được nêu trong Hiến pháp Việt Nam, đó là người dân có quyền được bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình, tiếp cận thông tin, lập hội. Đây là những điều mà đã được nêu rõ trong Hiến pháp Việt Nam. Như vậy, đây là vấn đề each country mà tất cả chúng ta trying to consistently apply these principles cũng đang nỗ lực để mà making sure that we those of us in government các cái nguyên tắc các chuẩn mực này để mà being true to these ideals để đảm bảo rằng chúng ta in recent years Vietnam has made some progress phấn đấu về những lý tưởng Vietnam's committed to bring its Việt Nam đã được nhiều cái tiến bộ. Chính Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về cải cách luật pháp. The government will disclose more of its budget and the public will have the right to access more information. Ví dụ như sẽ là công khai hơn về mặt ngân sách, rồi là cái tiếp cận thông tin cũng được tăng cường nhiều hơn. And ultimately the future of Vietnam will be decided by the people of Vietnam. Every country will chart its own path. Người Việt Nam, chính người dân Việt Nam sẽ quyết định tương lai của người Việt, của người dân, của dân tộc Việt Nam. Đó là. But as a friend of Vietnam, allow me to share my view. Why I believe tôi xin chia sẻ một số điểm theo quan điểm của mình. When there's freedom of expression and freedom of speech, and when people can share ideas and access the internet and social media without chúng ta có thể là chia sẻ các ý tưởng và tiếp cận hơn nữa mạng internet, mạng xã hội, thì nó giúp cho cái tính sáng tạo của con người mà nền kinh tế cần phải có để mà phát triển. Facebook đã khởi nghiệp như vậy, với cái ý tưởng như vậy. Because somebody had a new idea. Và các công ty, một số công ty lớn khác cũng đã làm như vậy. Ý tưởng
có thể được đưa ra và được chia sẻ. Tự do báo chí cũng cần phải được tăng cường để đảm bảo cái hệ thống của chúng ta nó hoạt động, và trong những cuộc bầu cử tự do thì người dân sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo tốt nhất cho họ. Mọi người sẽ có quyền được bày tỏ sự nhân ái và chúng ta cũng cần phải tăng cường hơn nữa những cái sự tiếp cận, cái hỗ trợ cho người nghèo để mà người dân có thể là cải thiện nên đời sống của mình. Các quyền bình đẳng người dân Việt Nam sẽ mang lại cái nền tảng cho sự thịnh vượng của người dân Việt Nam. Và nó sẽ mang lại cái lợi ích cho tất cả người dân Việt Nam. Việt Nam đã đánh đổi các cái sự thực dân và việc để nâng cao hơn nữa các cái quyền tự do của người dân sẽ mang lại những cái độc lập to lớn hơn nữa cho người dân, bởi vì Việt Nam đều đã đưa ra cái khẩu hiệu là xây dựng một nhà nước vì dân, do dân và của dân, do dân, vì dân. Trên nền tảng căn bản đó, tôi sắp rời nhiệm sở, cho nên là trong suốt 8 năm qua, thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về hệ thống của chính quyền Mỹ. Và tôi cũng đã cố gắng để đối thoại với các quốc gia trên thế giới để mà chúng tôi tìm kiếm cách thức để mà cải thiện hệ thống của mình. Và đối với các thách thức toàn cầu, đấy là một vấn đề rất là quan trọng để đảm bảo cho sức khỏe người dân và cái vẻ đẹp của hành tinh của chúng ta, như là Vịnh Hạ Long hay là Sơn Đòn, hang Sơn Đòn. Chúng ta bảo vệ vì cái tương lai các em, con cháu chúng ta. Nước biển tăng sẽ làm ảnh hưởng tới các vùng ven biển. Và người Việt Nam với là đối tác là để mà hợp tác về biến đổi khí hậu, chúng ta cần phải thực hiện các cam kết để mà chống lại sự tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để mà chống lại những cái ảnh hưởng đối với những cái vùng mà bị ngập mặn như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, để mà đây là một cái nguồn cung cấp thực phẩm lớn cho thế giới. Chúng ta cũng phải giúp đỡ cho các nước để mà xây dựng cái năng lực mà về vấn đề cải thiện y tế. Và Hoa Kỳ rất là vui mừng đã giúp đỡ Việt Nam trong việc là tham gia hơn nữa vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và đây là vấn đề rất là đặc biệt vì hai nước chúng ta trước đây đã ở trong một trận chiến và bây giờ lại đã hợp tác để mà bảo vệ và gìn giữ hòa bình. Và đó là những cái điểm mới để mà chúng ta nhìn trong một mối quan hệ quốc tế mới. Để mà thực hiện được các tầm nhìn này thì không phải là một sớm một chiều. Tất nhiên cũng còn nhiều thách thức và cái sự thiếu hiểu biết, do đó cần phải sự ủng hộ, nỗ lực để mà tăng cường đối thoại giữa hai bên. Nhìn vào lịch sử với những khó khăn thách thức mà chúng ta đã vượt qua, hôm nay tôi đứng đây trước tất cả các bạn, tôi vô cùng lạc quan vào tương lai của quan hệ hai nước chúng ta. Niềm tin của tôi đã có cái nền tảng, đó là cái sự tình hữu nghị. Người dân Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ, một số người cũng đã vượt biển, một số người đã gặp gia đình. Như là nhạc sĩ Jin Kong Sơn đã viết,
nối vòng tay lớn để mở cái tấm lòng của mình ra, để thấy được bản chất của mình trong cái tấm lòng của mình. Các Việt kiều ở Mỹ cũng đã rất là thành công, như là nhà báo, bác sĩ, thẩm phán. Một người đã viết thư, một bức thư nói rằng nhờ rồi mà tôi đã có thể sống được giấc mơ Mỹ, và tôi tự hào đã trở thành người Mỹ, và tôi cũng rất là tự hào vì tôi đã là người Việt Nam, và hôm nay người đó cũng đang có mặt ở đây. Người đó có mặt đây đã sống ở Việt Nam, nơi mà ông được sinh ra, và ông nói rằng ông mong muốn lớn nhất là gì? Là được muốn là hỗ trợ để mà cải thiện đời sống người Việt Nam. Nhiều thế hệ các bạn trong số các bạn ở đây đã sẵn sàng để tạo ra những sống ở Việt Nam, nơi mà ông được sinh ra, và ông nói rằng ông mong muốn lớn nhất là gì? Là được muốn là hỗ trợ để mà cải thiện đời sống người Việt Nam. Nhiều thế hệ các bạn trong số các bạn ở đây đã sẵn sàng để tạo ra những dấu ấn trên thế giới. Thưa các bạn thanh niên, tài năng các bạn, mong muốn các bạn, đó là điều mà Việt Nam cần để mà chúng ta phát triển. Tương lai nằm trong tay các bạn, và đây thực sự là khoảnh khắc các bạn, để mà các bạn theo đuổi xây dựng một thế giới mà bạn mong muốn, và Hoa Kỳ luôn luôn là một cái đối tác và một người bạn của các bạn. Sau này khi người Mỹ Việt Nam đã học cùng nhau, cùng phối hợp với nhau, cùng làm doanh nghiệp với nhau, cùng sáng chế, sáng tạo với nhau, thì tôi nghĩ rằng các bạn còn nhớ lại cái khoảnh khắc mà tôi đứng ở đây trước các bạn. Như Nguyễn Du đã nói, please take from me this token of trust. Rằng trăm năm nữa từ đây, của Kamun Chakvan. Của team Việt Nam. Và xin cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. Beautiful Vietnam, beautiful Vietnam luôn trong tim mỗi người.